Xin chào quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong thời lượng của tin mới. Hãy cùng dành ra ít phút mỗi ngày để lắng nghe những tin tức nóng nhất, những sự kiện đã diễn ra trên kênh tin mới. Đến với bản tin ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng điểm qua những nội dung chính đáng chú ý ngay sau đây. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 2 tháng 9 năm 2023. Thưa quý vị, trong nhiều thế kỷ qua, Trung Quốc đã cố gắng kiểm soát các hệ thống đê điều, sông, kênh rạch. Tuy nhiên, dù đã đổ hàng tỷ đô la Mỹ vào các dự án chống ngập lụt, Trung Quốc vẫn đang phải đối mặt với tình hình ngày càng tồi tệ hơn. Trung Quốc đang trải qua trận mưa lũ lớn nhất trong 100 năm qua. Có hơn 30 triệu người Trung Quốc bị ảnh hưởng, trong đó ít nhất 20 người thiệt mạng do ảnh hưởng của lũ lụt. Tính đến ngày thứ tư tuần trước, lượng mưa ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc đã vượt quá khả năng chứa nước của các hồ chứa cỡ vừa và cỡ lớn. Nhiều con đường biến thành sông khiến người dân bị cô lập. Theo dự báo, phải mất tới một tháng để nước lũ có thể hoàn toàn rút khỏi tỉnh Hà Bắc. Tình hình ngập úng nghiêm trọng tại các thành phố cho thấy các biện pháp chống ngập lụt từng được chính quyền Bắc Kinh triển khai vẫn còn tồn đọng nhiều yếu điểm. Đặc biệt, trong số đó phải kể đến dự án thành phố bọt biển với trị giá hàng nghìn đô la Mỹ từng được Trung Quốc phát triển. Sáng kiến thành phố bọt biển được ra đời vào năm 2015 với tham vọng sẽ giúp tạo ra không gian chứa nước mưa tạm thời. Theo đó, các thành phố ở Trung Quốc sẽ sử dụng những khu vườn trên mái nhà, vỉa hè có thể thấm nước và bể chứa ngầm để có thể hấp thụ tới 70% lượng nước mưa, sau đó từ từ đổ ra sông hoặc hồ chứa. Nhiều công trình tầm cỡ của Trung Quốc đã được xây dựng với sáng kiến này. Đơn cử như sân bay Đa Sinh ở ngoại ô Bắc Kinh với hệ thống hồ nước bể chứa được thiết kế để hấp thụ lượng mưa lấp đầy khoảng 1.300 bể bơi đạt tiêu chuẩn Olympic, hay cơ sở hạ tầng bọt biển với tổng đầu tư lên tới 7 tỷ đô la Mỹ tại Trịnh Châu, Hà Nam. Tuy nhiên, trong trận mưa lũ lịch sử năm nay, một phần đường băng của sân bay Đại Hưng vẫn bị ngập. Trong khi đó, ở nhiều nơi có cơ sở hạ tầng bọt biển, người dân vẫn khốn đốn khi lượng nước liên tục dâng cao trong những ngày mưa lớn vừa qua. Mặc dù ban đầu sáng kiến thành phố bọt biển đã có tác dụng ở nhiều nơi, nhưng chính quyền Bắc Kinh đã không tính đến một trường hợp ngoại lệ, đó là các sự kiện thời tiết có tính cực đoan. Theo tiến sĩ Hồng Trường Tử thuộc Đại học Quốc gia Australia, các sự kiện thời tiết cực đoan hiện nay đã tạo ra lượng nước mưa vượt xa sức chứa của các hệ thống bọt biển, vốn được thiết kế dựa trên dữ liệu lượng mưa 30 năm kể từ năm 2014 quay ngược trở lại. Bên cạnh đó, tốc độ đô thị hóa của Trung Quốc cũng đang gây áp lực không nhỏ lên hệ thống thoát nước của quốc gia này. Theo tiến sĩ Su, chính quyền Trung Quốc nên cải thiện các hệ thống thoát nước, không nên phụ thuộc vào một chiến lược duy nhất mà cần phải kết hợp các biện pháp khác nhau để mang lại hiệu quả tốt nhất. Thưa quý vị, lũ lụt nặng nề, Trung Quốc đã buộc phải điều động quân đội và cảnh sát đối phó. Trung Quốc triển khai đồng loạt nhiều biện pháp ứng phó lũ lụt tại miền Bắc, bao gồm điều động quân đội, cảnh sát và cấp thêm kinh phí hỗ trợ các vùng bị ảnh hưởng. Trung Quốc triển khai hàng nghìn binh sĩ và cảnh sát để hỗ trợ khắc phục hậu quả lũ lụt ở khu vực miền Bắc nước này. Ở các tỉnh Hắc Long Giang và Cát Lâm, các binh sĩ và cảnh sát giúp đặt bao cát dọc các con sông, sửa chữa đường xá và phát nhu yếu phẩm theo Tân Hoa xã. Hôm Chủ nhật, Trung Quốc đã cung cấp thêm 350 triệu nhân dân tệ, khoảng 50 triệu đô la Mỹ để hỗ trợ các vùng bị lũ ở Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc và cả các tỉnh ở Đông Bắc Trung Quốc. Cho đến nay, chính phủ Trung Quốc đã phân bổ 520 triệu nhân dân tệ, hơn 72,8 triệu đô la Mỹ trong quỹ cứu trợ thiên tai cho các khu vực bị ảnh hưởng lũ. Theo tờ China Daily, chính quyền địa phương có thể sử dụng các quỹ này để cứu trợ thiên tai, ứng phó khẩn cấp, di dời cư dân và khắc phục hậu quả lũ lụt. Trước đó, Phó Thủ tướng Trung Quốc Trương Quốc Thanh đã đến Thiên Tân để kiểm tra công tác khắc phục hậu quả lũ lụt. Ông Trương cho biết ưu tiên chính là đảm bảo chỗ ở cho người bị ảnh hưởng. Ông cũng yêu cầu chính quyền địa phương cung cấp thực phẩm, nước uống, quần áo, thuốc men và các vật dụng thiết yếu khác cho các nạn nhân bị lũ ảnh hưởng. Tính đến ngày Chủ nhật vừa qua, hơn 30 người thiệt mạng vì lũ do ảnh hưởng bão số 3, trong đó có 11 người ở thủ đô Bắc Kinh, 10 người ở thành phố Thư Lan, tỉnh Cát Lâm, còn lại ở Hà Bắc. Gần 100 huyện ở Hà Bắc bị ngập lụt, ảnh hưởng đến 2,2 triệu người. Tại Thư Lan, tỉnh Cát Lâm tính đến trưa thứ Sáu, lượng mưa trung bình ghi nhận được là 111,7mm. Một trạm đo mưa tại Thư Lan đã ghi nhận lượng mưa 489mm, gấp hơn 4 lần so với kỷ lục trước đó. Trong đợt lũ lụt Trung Quốc xảy ra gần đây, 4 quan chức thành phố ở phía đông bắc nước này đã bị nước lũ cuốn trôi khi đang đi thị sát.
La Húc Đông, Phó Thị trưởng thành phố Thư Lan, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc và 3 thành viên trong đoàn đã thiệt mạng trên đường đi đánh giá tình hình lũ lụt khu vực trong ngày thứ 6. Tân Hoa Xã thông tin, 4 quan chức gặp nguy hiểm trên đường đến hiện trường lũ lụt ở các thị trấn Khai Nguyên và Kim Mã ở Thư Lan, Tân Hoa Xã đưa tin. Trang tin tức Đại Trung có trụ sở tại Sơn Đông cho biết thi thể của các quan chức thiệt mạng trong lũ lụt được tìm thấy vào khoảng trưa thứ Bảy. Vụ 4 quan chức thiệt mạng nâng tổng số người chết ở Cát Lâm trong đợt lũ lần này lên 10 người. Trong suốt tuần qua, Trung Quốc đã trải qua mưa bão và ngập lụt tàn phá nhiều khu vực của đất nước. Lũ lụt ở Trung Quốc có một phần nguyên nhân do siêu bão số 3 đổ bộ vào miền đông nam nước này vào tuần trước. Mưa bão những ngày qua đã dẫn đến tình trạng ngập lụt tại nhiều tỉnh thành phố của Trung Quốc, gây thiệt hại nặng nề. Tính chung, hơn 30 người đã thiệt mạng trong đợt mưa lũ này trên toàn quốc, trong đó có 11 nạn nhân ở Bắc Kinh. Hôm Chủ nhật, giới chức Trung Quốc chi thêm 350 triệu nhân dân tệ, khoảng 49 triệu đô la Mỹ để hỗ trợ Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc cũng như vùng Đông Bắc Trung Quốc chịu ảnh hưởng của lũ lụt. Đến nay, chính phủ nước này đã chi 520 triệu nhân dân tệ, khoảng 72,5 triệu đô la Mỹ trong quỹ cứu trợ thiên tai cho các vùng bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Tới nay, chính phủ Trung Quốc đã phân bổ 520 triệu nhân dân tệ, khoảng 72,5 triệu đô la Mỹ trong quỹ cứu trợ thiên tai cho các vùng bị lũ lụt. Theo Bộ Tài chính và Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc, sau khi chỉ đạo công tác cứu hộ tại quận Mentogo của Bắc Kinh vào tuần trước, Phó Thủ tướng Trương Quốc Khánh đã được cử đến Thiên Tân, một thành phố cảng ở phía đông thủ đô, vào hôm thứ Năm để giám sát các nỗ lực kiểm soát lũ lụt và cứu trợ thiên tai. Ông Zhang cho biết ưu tiên chính là đảm bảo chỗ ở cho những người bị ảnh hưởng và chính quyền địa phương nên cung cấp thực phẩm, nước uống, quần áo, thuốc men và các vật dụng thiết yếu khác. Ông cũng cho biết việc cứu trợ phải nhanh chóng để đảm bảo ổn định xã hội. Thưa quý vị, Trung Quốc đã kích hoạt phản ứng khẩn cấp cấp độ 4 sau trận động đất mạnh 5,5 độ Richter tấn công tỉnh Sơn Đông phía đông Trung Quốc. Văn phòng Trung tâm Cứu trợ Động đất thuộc Quốc vụ viện Trung Quốc và Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Trung Quốc đã kích hoạt mức ứng phó khẩn cấp cấp độ 4 sau khi trận động đất có độ lớn 5,5 xảy ra ở tỉnh Sơn Đông, miền đông nước này. Ít nhất 10 người đã bị thương và 74 ngôi nhà đã bị đổ sập do trận động đất, kèm theo 52 dư chấn sau đó. Nguồn cung cấp điện đang hoạt động bình thường mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Hiện chưa có báo cáo rò rỉ hoặc hư hỏng đường ống dầu khí. 9 giờ 50 phút ngày 1 tháng 9, cơn bão số 4 năm nay Kanun đã đổ bộ vào ven biển Vạn Ninh, Hải Nam. Khi đổ bộ, sức gió lớn nhất ở vùng tâm là cấp 14. Gió to và mưa lớn khiến đường sá ngập lụt nghiêm trọng, khu dân cư mất điện, chuyến bay 489 bị hủy. Ngoài ra, hoạt động vận tải hành khách taxi và vận tải đường biển cũng buộc phải dừng lại, giao thông gần như tê liệt. Có mưa lớn ở Quảng Đông, Quảng Tây, Hồ Nam, Giang Tây và những nơi khác và mưa lớn cục bộ ở Hải Nam. Trước khi Kanun đổ bộ, đường giữa Hải Tú, đại lộ Quốc Hưng, đại lộ Quỳnh Châu và các đoạn khác ở thành phố Hải Khẩu, tỉnh Hải Nam đã bị ngập lụt nghiêm trọng, ảnh hưởng đến việc điều khiển phương tiện. Một số công trình xây dựng bị gió mạnh thổi bay, cây lớn bị đổ và đập nát kính chắn gió ô tô. Ở Quỳnh Hải, Văn Xương và những nơi khác, một số làng và thị trấn đã bắt đầu mất điện vào sáng sớm ngày 1 tháng 9. Vào sáng sớm ngày 1 tháng 9, một cư dân mạng đưa tin rằng một nông dân họ Phu ở đội 7 của thôn Kiến Linh Khiêm, ủy ban thôn Đông Hưng, thị trấn Vạn Thành, thành phố Vạn Ninh, đã có 31 con gia súc trong chuồng gia súc bị cơn bão Kanun thổi bay vào đêm ngày 1 tháng 9. Cơn bão dữ dội đã gây ngập úng nghiêm trọng trên đường. Gia súc của người chăn nuôi bị điện giật do đường dây cao thế bị gió thổi đứt gây thiệt hại nặng nề. Các tuyến đường trong thành phố bị ngập nặng. Một sinh viên trường kinh tế Hải Khẩu đã đăng một bức ảnh trên Weibo nói rằng siêu thị của trường đã bán hết vé. Các sinh viên trường kinh tế Hải Khẩu đã tải lên những bức ảnh kèm theo dòng chữ nói rằng siêu thị của trường đã hết sạch hàng hóa. Bị ảnh hưởng bởi cơn bão, sân bay quốc tế Mỹ Lan Hải Khẩu và sân bay quốc tế Phượng Hoàng Tam Á đã đưa ra cảnh báo đỏ về việc hoãn chuyến bay trên diện rộng. Hai sân bay này đã hủy tổng cộng 489 chuyến bay vào ngày 1 tháng 9. Ngoài ra, toàn bộ eo biển Quỳnh Châu bị đóng cửa, hoạt động vận tải hành khách của đường sắt Quảng Đông Hải bị đình chỉ, các chuyến tàu cao tốc quanh đảo bị đình chỉ và toàn bộ đội tàu của Tập đoàn Vận tải Hải Nam Kỳ bị đình chỉ. Vào lúc 9 giờ sáng ngày 1 tháng 9, giao thông công cộng ở Tam Á bị đình chỉ, taxi bị đình chỉ lúc 11 giờ sáng. Ước tính ban đầu công suất bình thường sẽ được khôi phục vào sáng ngày 2 tháng 9.
Trên đây là những thông tin tổng hợp chi tiết những nội dung nổi bật trong ngày của tin mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi tới cuối video này. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại trong phần bình luận phía dưới để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời hồi đáp. Kính chào quý vị và hẹn gặp lại!